Hai chào anh em ạ, chào mừng trở lại với kênh 195 Lock. Trong cái video này mình sẽ chia sẻ anh em cách để chúng ta có thể biến giao diện MIUI thành giao diện iPhone iOS anh em. Cho anh em nào đang sử dụng MIUI 13, 14 anh em. Đó, Android 12, 13 rồi đó. Thì chúng ta có thể làm được em. Rồi, ok. Thì ở đây anh em thấy trên thanh thông báo Control Center nè. Đó, anh em thấy nó giống iOS không? Đó, thấy đẹp không? Đó, rất là trực quan nha. Và anh em có thể bấm vào keyboard đây để chúng ta có thể chỉnh sửa. Đó, anh em có thể chỉnh sửa ở đây, tắt bật thêm nha. Đó, ví dụ như mình đây mình tắt những cái phần này, bấm cho chép đó thì nó sẽ gọn hơn, nó ít hơn rất là nhiều ha. Rồi anh em thấy là cái chỗ là wifi nè, bluetooth mạng và cái máy bay, chế độ máy bay thì chúng ta gom lại rất là gọn rồi nha. Ở đây là chúng ta có thể phát được nhạc, ok mình giảm lượng đó, nó rất là trực quan cái chỗ này đó. Rồi và nó sẽ đi theo nền chế độ sáng tối luôn nha. Đây ví dụ như mình bật chế độ tối thì anh em thấy là nó đã đi theo chế độ tối nè. Rồi khóa màn hình, còn đây là mình chia sẻ anh em cái màn hình khóa luôn, để chút mình chia sẻ anh em màn hình khóa đó. Rồi còn chế độ đa nhiệm, ví dụ như anh em thấy đa nhiệm thì trên iOS thì nó sẽ ship nè, kiểu như là nó ship chồng với nhau. Ở đây thì mình cũng làm được luôn ha. Đây ok, bây giờ mình vuốt lên em thấy nè, đó chế độ đa nhiệm nè. À, mình bấm vào đây thì nó hiện lên như thế này, đó đẹp không? Rồi anh em nào mà thích cái kiểu đa nhiệm như thế này thì anh em nói cài ROM TN thì nó có sẵn, ok. Nhưng mà cái này thì không cần cài ROM anh em. Rồi, mình đang chạy là MIUI của gốc của máy luôn nha, mình không có cài ROM riết gì hết. Đó, đây MIUI nè, MIUI 14 nè, hiện tại cái máy này là MIUI 14 và Android 12 em. Rồi điều kiện để làm được như thế này thì chúng ta cần có những sao. Đầu tiên thì mình sẽ làm cái giao diện màn khóa trước và cái icon. Thì ở đây thì giao diện màn khóa và icon thì rất là dễ, em vào Google nè, My Line V50 MIUI for Them nè. Đó, em tìm cái từ khóa này nha, để chúng ta làm cái màn hình khóa nè. Đó, em bấm vào. Rồi em bấm một trang MIUI Theme nè. Rồi chúng ta kéo xuống, thì anh em tìm cho mình khoảng là liên kết cửa hàng chủ đề chính thức nè, chúng ta bấm vào đây. Đó thì nó sẽ dẫn ra cái kho thêm trên máy luôn ha. Rồi đây thì anh em tải cái phần là My Line V50, anh em bấm áp dụng màn hình khóa nhá. Tắt bỏ những cái màn hình chính nè, hệ thống biểu tượng thì chúng ta tắt bỏ đi, chúng ta chỉ lấy cái màn hình khóa và chúng ta bấm chữ áp dụng là nó sẽ ra được cái thêm như thế này. Đó, đây thì cái này mình phải tinh chỉnh thêm anh em bấm vào phần chủ đề nè, để tinh chỉnh màn hình khóa thì chúng ta sẽ vào đây, vào cái phần kiểu khóa nè. Rồi anh em thấy My Line V50 không? Chúng ta bấm chữ tùy chỉnh nè. Rồi ở đây muốn hiển thị giống thị, anh em muốn hiển thị mà giống như cái hình này nè, đó nó có blur ha, thì chúng ta và nó có cái icon nè. Đó em thấy chỗ này không, đó nó có cái đảo động phải không, đó bấm vô đó chúng ta có thể tương tác được cái đảo động luôn anh em. Đây đó, thì chúng ta làm như sau, để anh em chuẩn bị cho mình cái hình. Rồi anh em sẽ vào cái phần Google nè. Rồi anh em vào cái trang để chúng ta tách nền nè, anh em dùng những ứng dụng tách nền á để chúng ta tách nền nè. Ví dụ như hình này thì mình tách nền, mình bấm cái dòng đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn cái hình xóa nền như này, đây cái dòng này nè. Rồi chúng ta sẽ chọn vào cái hình mới xóa nền này nè. Còn cái dòng thứ hai là chọn vào cái hình chưa xóa nền, đó bấm vào chọn. Rồi sau đó chúng ta quay ra nè. Rồi nếu mà nó hiện vô góc á thì chúng ta nhấn vào dưới màn hình này nè ha, nhấn vào đây nè. Đó thì nó sẽ qua cái phần là warm phải không, thì chúng ta sẽ chọn cho mình cái phần insert nè, cái phần insert nè thì nó sẽ hiện ra cái hình như thế này. Đó hiện như cái hình của anh em để đó. Rồi chúng ta có thể tùy chỉnh ở đây đó, cái này anh em tùy chỉnh thêm ha. Rồi sau khi mà anh em chỉnh xong thì nó chưa có cái đảo động thì chúng ta bấm vào phần là bend style nè, anh em chọn cho mình cái phần là smart island, còn cái phần này là phần 3 chấm nè. Đó nó có tùy chọn nhiều lắm, anh em có thể vào đây để chúng ta chọn nha. Mình chọn cái đảo động thì mình bấm vào đây. Rồi những cái phần tinh chỉnh trong đây thì anh em có thể tinh chỉnh thêm. Đây còn cái phần là hình ảnh anh em, cái hình nền chúng ta thì chúng ta có thể anh em bấm vào default wallpaper loại hình ảnh á, thì chúng ta có thể bấm vào phần là apply wallpaper cũng được nè. Đó hoặc là insert wallpaper, những cái phần này khi mà anh em chọn gì thì màn hình khóa như thế này thì nó sẽ không mất nha. Đó kiểu như là chúng ta tắt mở thì nó sẽ không có mất, chúng ta chọn đúng cái hình của anh em là mình nền em. Rồi đối với màn hình khóa. Còn bây giờ chúng ta muốn làm cái giao diện icon như thế này. Đó anh em thấy giao diện icon như thế này thì chúng ta sẽ làm tiếp ha. Thì anh em cứ việc vào cái phần là Google Chrome nè,
để mà làm được cái để mà có icon đó thì chúng ta bấm vào Google, chúng ta tìm cái phần Android nè, Android Mid nè 12.5 ha, thì nó sẽ ra cái là Android Mid 12.5 nè. Rồi chúng ta bấm vào trang này, rồi chúng ta kéo xuống, anh em tìm vô cái phần là mở với link của kho chủ đề nè, liên kết đến cửa hàng chủ đề nè, thì nó sẽ dẫn ra chúng ta Android Mid 12.5 đó. Thì anh em bấm một phần là chúng ta sẽ tắt đi, anh em chọn vô phần là biểu tượng giúp mình, biểu tượng và hệ thống đó, thì chúng ta bấm chữ áp dụng nha. Áp dụng xong thì nó sẽ có cái biểu tượng như thế này đó, icon nè. Rồi ok đó, vậy là mình đã chia sẻ anh em cách để chúng ta có thể có được mạng khóa hoặc những cái biểu tượng icon như thế này nha. Rồi đó, thấy không, biểu tượng icon rất là đẹp. Ok anh em, tiếp theo là chúng ta sẽ cài cái control center như thế này. Đây, control center như thế này và cái đa nhiệm đó, anh thấy đa nhiệm không? Rồi ok, chúng ta không cần cài một bản ROM mới nha, bản ROM gốc, đây là ROM EMI2 của máy thôi, ROM Robo đó nha. Rồi ROM EU thì anh em cũng xài được luôn đó. Rồi và cái phần này, control center này thì chúng ta sẽ cần hai cái module và điện thoại anh em đã root nha. Và những gì muốn cài được control center như thế này và cái đa nhiệm đó, đa nhiệm rút lên như thế này thì anh em phải xài module và anh em phải root máy này đó. Hiện tại thì chưa có cách nào để chúng ta có thể làm bằng cái đa nhiệm như thế này, trừ khi anh em up ROM thôi nha. Còn cho anh em nào không up ROM và anh em nói có thể cài APK thì mình thấy APK nó không ổn định nha, nó không ổn định bằng chúng ta sử dụng module ha. Module thì nó rất là ổn định đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thoát ra nè đó, thấy không? Bây giờ anh em sẽ vào cái ứng dụng Magic nha anh em. Đây điện thoại đã root ha, thì chúng ta vào Magic nè. Và mình sẽ để link của hai cái module ở trong cái DRAM á, thì anh em tải ha. Đó, tìm DRAM của mình ở trong cái phần là cộng đồng á, trong trang tab cộng đồng nha. Nó có link DRAM á. Rồi, anh em bấm vào một là module nè, một module như này nè, thì anh em cài giúp mình hai cái module như này. Đây là module iOS Control Center và Modern MIUI Launcher ha. Thì mình sẽ tiến hành gỡ hai module này mình cài cho anh em lại ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành gỡ bỏ ha. Cài lại. Ok anh em, ở đây thì mình đã gỡ hai cái module nó đi, thì anh em thấy nè, control center thì nó trở lại y cũ luôn nè, đó, nó trở lại y cũ ha. Rồi, cái bằng đa nhiệm nè, nút đa nhiệm ở dưới nè, đó, nó trở lại y cũ rồi. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành cài cái module vào ha. Anh em gọi ứng dụng Magic nè. Đây, chúng ta sẽ vào Magic nè, anh em sẽ bấm vào một là module dành cho điện thoại đã root nha. Đó, cài module thì nó rất là an toàn hơn. Rồi, nó kiểu như là nó ổn định hơn ha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bấm vào cài đặt từ bộ nhớ. Rồi mình sẽ bấm vào ba gạch, mình sẽ chọn cái module. Đây mình đang sử dụng là Redmi Note 10 nha. Anh em bấm vào Achiever nè. Rồi chọn vô cái file là module nè. Đây thì đây có cái module là iOS Center, là Control Center đó nè. Mình sẽ tiến hành cài module này ha. Đây, nó Intune Mode the iOS Center, thì chúng ta bấm ok. Nó đang cài đặt ha. Rồi rồi nó hỏi chúng ta nè đó. Rồi ok, chúng ta không cần làm gì hết nè. Bây giờ mình sẽ thoát ra đó. Nó cài cái module đầu tiên là của bạn nguồn là Adis Roy nè ha, Q7 Ultra. Tiếp theo là anh em cài thêm một cái module nữa. Đây anh em sẽ cài cái module là iOS lên chờ, mình bấm ok đó. Anh em cài liên tục hai module nè. Thì module này là của bạn Casi, nguồn là của Casi nghe này, Modern MIUI bởi Casi nha. Rồi bạn có muốn cài đặt cái này không đó, thì chúng ta sẽ bấm một nút tăng âm lượng Z. Anh em bấm tăng âm lượng. Rồi ok, đợi chút xíu để chữ đang cài nè. Rồi ok, mình bấm chữ Z lần nữa ha. Nếu mà nó không có ăn thì chúng ta bấm chữ Z lần nữa. Rồi ok ha. Rồi tới bước này thì chúng ta cài hai module xong thì chúng ta bấm chữ khởi động lại. Rồi nó sẽ khởi động lại và áp dụng cái control center và cái đa nhiệm cho nó. Sau khi khởi động lại thì chúng ta thấy là cái biểu tượng pin nè. Đây, em thấy biểu tượng pin, biểu tượng sóng rồi, nó đã giống rồi ha. Rồi ok, đẹp hơn rất là nhiều. Và chúng ta thấy cái giao diện nè. Rồi ôi, đây là control center ha. Đó. Rồi. Đây, control center rất đẹp. Rồi thêm cái nữa.
là chúng ta vào cái phần để chỉnh sửa nè, anh em nhấn giữ vào màn hình chính nè. Rồi nhấn giữ màn hình chính thì bấm vào cái phần cài đặt ở chỗ này nè. Rồi đó, nó sẽ hiện ra chúng ta, cho chúng ta là cái menu tùy chỉnh, anh em bấm chữ thêm với mình, chữ thêm nè. Rồi ở đây thì nó sẽ có những cái phần tùy chỉnh cho chúng ta, đây tốc độ hoạt ảnh nè, anh em bấm nhanh nè. Rồi tốc độ hoạt ảnh khi mở ứng dụng nè, đó anh em có thể mở nhanh hoặc chậm ở đây nha. Rồi điều hướng hệ thống, trong phần điều hướng hệ thống này thì nó trong nó máy nó có sẵn rồi, thì anh em muốn làm giống thì chúng ta bấm vào cái phần cử chỉ như này nè, nó xác nhận cử chỉ rồi nè đó. Rồi qua cái nguồn là Casi nè, đây cái nguồn nằm đây đó. Rồi còn cái phần là một màn hình thì anh em có thể mình sẽ chọn không nè, mình không xài nè. Đó double tap để tắt hiệu ứng mở khóa, anh em có thể chọn vào đây MIUI 11 hoặc là PAL tự lấp đầy. Rồi này ý thích của anh em, anh em muốn bật thì bật nha, bo công tiện ích nè, làm mờ thư mục nè, độ nảy tốc độ nè đó. Rồi còn quan trọng đây nè anh em, em bật cho mình cái phần là đường viền thay vì biểu tượng, hoặc là biểu tượng siêu tròn thì bật lên. Và cái nữa là gần đây là cái đa nhiệm á, sắp xếp các mục gần đây mới cài vô thì nó để là chiều dọc thôi, anh em phải chuyển cho mình là phần iOS style nha đó. Và đa nhiệm kiểu iOS như này, đây ví dụ như mình tắt nha, mình tắt mình làm lại nè đó, tắt rồi phải không, thì anh em sẽ bật cho mình phần là đa nhiệm kiểu iOS nè, đây đa nhiệm kiểu iOS bật lên giúp mình nha. Rồi còn phần này thì anh em tự thích thì bật không thôi đó, cái nào thích thì bật nha. Rồi, chỉnh rất là nhiều ở đây luôn. Rồi đây khi mà anh em mới cài module thì nó chưa ổn định lắm đó, em xài khoảng xíu thì nó module này mới hoạt động ổn định mượt mà hơn nha, đó mượt mà hơn rất là nhiều rồi nè đó, nhấn vào nè đó nha đó. Rồi như vậy là mình đã chia sẻ cho anh em cách để chúng ta có thể sử dụng cái module dành cho center và cái module giúp chúng ta có thể tinh chỉnh rất là hay ở trong cái phần này, đây trong phần cài đặt này nè đó, có rất là nhiều cái hay ở trong đây để anh em tinh chỉnh nha. Rồi và nó sẽ thay luôn cho chúng ta cái biểu tượng pin nè và biểu tượng sóng ha, biểu tượng pin và biểu tượng sóng ở đây luôn ha đó. Rồi nếu mà anh em không muốn sử dụng hai cái module này nữa thì chúng ta vào Magit nè, đây bắt buộc anh em phải rút máy, anh em vào module nè và anh em bấm chữ gỡ bỏ ha, gỡ bỏ hai cái này rồi chúng ta bấm khởi động lại điện thoại là module nó sẽ tự mất nha. Rồi anh thấy đừng quên cho mình một like đăng ký, nhớ chia sẻ video này cho mọi người biết, hẹn lại video khác.